thống Mỹ Donald Trump, ngài đã có một thông báo liên bang là chính phủ bang sẽ trả chi phí điều trị y tế cho người Mỹ không có bảo hiểm y tế. Và số tiền này sẽ được lấy từ gói cứu trợ ứng phó đại dịch virus Vũ Hán đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Điều này sẽ làm giảm bớt bất kỳ mối lo ngại nào có thể có mà những người Mỹ chưa có bảo hiểm y tế khi họ cần điều trị virus Vũ Hán. Tổng thống Trump nói rằng trong cuộc họp báo thường nhật, Tổng thống cho biết thêm là động thái này của chính phủ liên bang sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân tuyệt vời. Các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump đã lên kế hoạch tài trợ cho việc điều trị virus Vũ Hán bằng tiền từ khoản là 100 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho các bệnh viện trong gói cứu trợ ứng phó đại dịch. Phát biểu Phó Tổng thống Mike Pence đã tiết lộ là chính phủ liên bang đang thực hiện kế hoạch chi trả cho những người không có bảo hiểm y tế kể từ ngày 2 tháng 4. Theo ngài Phó Tổng thống Pence, hiện nay có khoảng là 30 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm y tế. Tính đến 6 giờ chiều vào ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương, thì theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, nước Mỹ có hơn là 273.000 người nhiễm virus Vũ Hán và 7.077 trường hợp đã tử vong. Giữa lúc khó khăn Mỹ đang phải gánh chịu này, đây cũng là một tin vui để gửi đến cho những người thực sự đang gặp khó khăn và cũng là một sự đóng góp để nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn này. Ngôn ngữ và chiếc xe đó là dường như nhiều người nói rằng nó là chìa khóa để mở đầu trong cuộc sống nơi xứ người. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì chúng ta sẽ còn bế tắc. Những năm đầu năm 1975 hoặc là năm 1985, phần lớn người Việt khi tới Mỹ đều được hội đoàn hay nhà thờ đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ, cũng như là được hưởng quy chế khá là cao, nhất là những gia đình có con em nhỏ dưới 18 tuổi. Khi đó họ chẳng cần phải lo lắng, cứ từ từ tìm hiểu, học hỏi để mà hội nhập xã hội Hoa Kỳ. Mọi thứ đã có chính phủ lo. Và đến từ một đất nước nghèo, nhu cầu vật chất cuộc sống còn ở mức tối thiểu, nên ai cũng hài lòng với hiện tại. Và nhất là ở thời điểm đó, nhìn quanh người Việt, ai cũng nghèo như nhau, chẳng ai giàu hơn ai để mà so sánh. Đời sống ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Và hơn nữa, muốn cuộc sống tốt hơn trong thời gian ngắn hơn thì phải làm nhiều và nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhu cầu vật chất theo cuộc sống thì ngày càng tăng cao. Ngày mới qua chỉ ao ước có nhu cầu sống tối thiểu, nhưng khát vọng con người đó là sự thăng tiến vươn lên mỗi ngày. Người Việt cũng không ngoại lệ đi vào quỹ trình đó. Nên sau nhiều năm hội nhập, cuộc sống người Việt ở hải ngoại, nói riêng ở Mỹ, đã không còn cách biệt với người bản xứ, hay có thể nói là có phần trội hơn. Vì người Việt vốn rất kiên trì chịu khó, cũng như là bỏ công, bỏ của để mà đầu tư cho học vấn, lo cho con cái tương lai sau này. Nên sau nhiều năm, thành quả của họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, phải nói đó là đáng ngưỡng mộ đối với thế hệ thứ hai. Còn thành phần mới qua định cư sau này, hầu hết là ra đi theo quy chế di dân, cá nhân bảo lãnh, như cha mẹ bảo lãnh cho con, anh em bảo lãnh cho nhau, chồng bảo lãnh vợ. Do vậy, điều kiện vật chất, thời gian hỗ trợ giúp đỡ có phần hạn chế hơn nhiều. Bởi lẽ, chính phủ cũng hạn chế giúp đỡ. Đồng thời, vào thời điểm hiện tại, cuộc sống ở Việt Nam cũng có cải thiện hơn xưa. Xét về bề nổi, đó là tiền của vật chất. Tuy nhiên, xét về bề chìm còn nhiều điều cần phải bàn. Có những bạn đang có cuộc sống tốt, có nhà do cha mẹ để lại, có đất đai xưa kia cha mẹ khai phá nay được hưởng, có việc làm do có công việc, tuy rằng lương không cao ở trong nước, việc làm cũng có đủ khả năng để mà trang trải cuộc sống qua ngày, hay là thỉnh thoảng thì được thân nhân nước ngoài hỗ trợ một vài trăm đô la, có thể không có giàu lắm nhưng chí ít cũng có một cuộc sống ung dung. Nhiều người nói rằng ở Việt Nam sướng lắm, có thể đi uống cà phê bất cứ lúc nào, có thể đi nhậu bất cứ lúc nào. Bởi lẽ chúng ta có dịp về Việt Nam sẽ quan sát thấy nhiều quán cà phê và quán nhậu mọc lên hàng hà sa số. Do đó có ước vọng rằng đi ra nước ngoài
để mà có cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là một cường quốc như là nước Mỹ. Và điển hình là thấy Việt kiều hải ngoại nhiều người thênh thang áo gấm về làng, thì nhiều người trong nước hiện nay vẫn nghĩ rằng cuộc sống ở Mỹ cứ đến là sống sung sướng, không cần phải vất vả lo toan gì nhiều. Với suy nghĩ như vậy nên không ít người qua tới Mỹ thiếu kiến thức tối thiểu của cuộc sống hải ngoại, khi đối diện với khó khăn không lường trước đã không thích ứng được, dẫn đến sự suy sụp tinh thần, bất đắc chí và than thân trách phận, có khi oán trách cả những người đã bảo trợ mình qua đây. Thực sự đó là hành vi ăn cháo đáy bát, bởi lẽ biết bao nhiêu công sức người thân đã bỏ ra và sự lo lắng cũng như là sự bảo trợ để đưa mình qua một đất nước phát triển như vậy, mà mình không biết nắm bắt cơ hội để mà cố gắng và cuối cùng quay lại trách mắng chửi rủa. Nhiều người còn nói rằng vì sao giàu thế mà không lo cho họ một cuộc sống như họ mong muốn. Thành ra cả người bảo trợ lẫn người được bảo trợ đã lâm vào cảnh khó khăn bức rứt, tiến thoái lưỡng nan, sức mẻ tình cảm. Thực sự có những điều căn bản bắt buộc phải có đối với một cuộc sống mới mà chúng ta cần phải vượt qua. Nếu muốn tái định cư ở một đất nước xa lạ, mọi thứ từ ngôn ngữ cũng như là cách sống hoàn toàn khác biệt, có thể nói khi này chúng ta giống như là một người câm, người mù, người điếc, bởi lẽ ngôn ngữ thì không nói được, đường xá thì không biết đi, tất cả mọi sự đều là con số không. Sau khi đặt chân đến xứ Mỹ, người thân, người bảo trợ sẽ mất vài ngày đưa chúng ta đi làm giấy tờ, hợp thức hóa cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ. Chưa kể trước khi các bạn đến Mỹ, người thân đã phải lo toan đủ mọi chuyện, từ công việc, tìm kiếm công việc cho các bạn, cho đến tìm những ngôi nhà hoặc là những phòng trọ để phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mỗi người, nếu như người bảo trợ đó không có khả năng để cho các bạn ở chung. Hướng dẫn các bạn để mà hợp thức hóa cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ với những giấy tờ cần thiết như là thẻ căn cước, thẻ y tế, xin nhập học cho bọn trẻ. Nhìn vào những quyền lợi mà những người đến Mỹ được hưởng từ chính phủ, đối với các cháu dưới 18 tuổi sẽ vào học trường tiểu học và trung học gần nhà, có xe bus đưa rước đi về hai bận, ăn trưa miễn phí ở trường, có thể được cho vào lớp đặc biệt thời gian đầu để mà củng cố Anh ngữ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đem theo đầy đủ học bạ ở Việt Nam và cần dịch sang tiếng Anh. Còn các cháu trên 18 tuổi có thể ghi danh nhập học ở trường cao đẳng địa phương với tên gọi là Community College. Ở đó, chúng ta có thể học tiếng Anh và chọn một nghề nào đó làm kế sinh sống trong tương lai. Tùy theo sở thích và trình độ, chúng ta có thể chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân. Nếu chúng ta không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp thì tất cả miễn phí và hầu hết ai cũng được chính phủ tài trợ xin học bổng. Và đây là quyền lợi chung cho mọi công dân Mỹ. Ngoài tiền học phí, sách vở do chính phủ giúp, miễn phí hoàn toàn. Nếu đủ điều kiện thì chúng ta có thể nộp đơn vay tiền từ chính phủ giúp đỡ hỗ trợ sinh sống để mà có thể học toàn thời gian. Đối với con nít dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi thì được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ và còn có thể xin thêm được food stamp. Những người trên 18 tuổi hoặc dưới 65 tuổi thu nhập thấp sẽ xin được trợ cấp y tế bán phần của chính phủ. Như ở Texas ở đây, có chương trình Gold Card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Mỗi tiểu bang có những chương trình và tên gọi khác nhau. Thông thường thì người bảo trợ hoặc là người thân trong gia đình cho gia đình của chúng ta đặt chân đến Mỹ ở tạm nhà của họ một thời gian ngắn cho đỡ tốn kém, hoặc là tìm mướn dùng cho chúng ta một căn nhà mắc rẻ tùy theo khả năng. Và đây sẽ bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ, tự túc, tự cường của chính chúng ta. Nếu chúng ta có vốn mang theo số tiền sống một thời gian không đến nỗi quẫn bách thì lúc này chúng ta nên tranh thủ học tiếng Anh. Cho dù không cần nhiều, nhưng ít nhất là nghe được, nói được chút ít để mà kiếm việc làm. Vì chẳng lẽ họ mướn chúng ta vào làm mà còn phải mướn thêm người phiên dịch cho chúng ta. Một điều cấp bách khác đó là phải học bằng lái xe. Nhờ người thân kiếm mua một chiếc xe mới cũ mắc rẻ thì cũng tùy theo khả năng của mỗi người. Và đây là chuyện bắt buộc. Nếu không có tiền, chúng ta cũng phải thương lượng với người thân để mà hỏi mượn sau này sẽ hoàn trả. Nói thật là quỹ thời gian ở nước ngoài rất eo hẹp. Không ai có thể đưa đón chúng ta mỗi ngày đi và ngày về.
ngôn ngữ và chiếc xe đó là chìa khóa mở đầu cho cuộc sống. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ bế tắc. Trường hợp chúng ta không có tiền mang theo, nghĩa là vô sản, thì không thể chần chờ, chúng ta phải chấp nhận bất cứ việc làm nào. Đương nhiên đó là những cái việc làm tốt, công việc lương thiện, dù là những việc làm tay chân nặng nhọc, những công việc không cần chất xám để mà chúng ta kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình chúng ta. Đối với người bảo trợ thì họ có thể tự nguyện giúp cho chúng ta thời gian đầu trong khả năng của họ, nhưng họ không có bổn phận phải nuôi chúng ta và gia đình của chúng ta. Mặc dù là họ có muốn và đôi khi cũng không đủ khả năng vì số phí này thực sự là con số không nhỏ. Còn công việc làm và sức người trong trường hợp chúng ta là người mới ở đất nước này thì sẽ như thế nào cũng không khó hiểu. Cứ tưởng tượng một người mới nhập cư đi xin việc làm không nói, không nghe được chủ muốn nói gì. Kinh nghiệm nghề nghiệp thì không có và đôi khi cũng đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn sung mãn. Tất cả là con số không, không khác một đứa bé còn đang chập chững tập đi. Thì chúng ta thường hỏi làm gì được và chúng ta có thể thích nghi được với những công việc gì và chủ có thể thuê chúng ta làm những công việc gì mà có thể mang lợi lại cho chủ. Như vậy, chúng ta tự suy nghĩ và tự nỗ lực để mà có công việc phù hợp với trình độ khả năng của chúng ta. Sống ở đâu cũng phải cố gắng, phải nỗ lực. Ở trong nước cũng thế, ở tại đất nước Hoa Kỳ này cũng vậy. Theo quan điểm của tôi thì đất Mỹ không là thiên đường một cách huyễn hoặc xa xôi. Đất Mỹ cũng có ưu, có khuyết và nhiều mặt tầm thường như mọi quốc gia khác. Có điều là tôi thấy nước Mỹ như là một thiên đường bởi lẽ tôi biết nắm bắt cơ hội và cố gắng phát huy cái cơ hội đó và chúng ta hưởng đúng cái thành quả lao động của chúng ta. Và điều tôi khẳng định nữa là nơi chốn này cho chúng ta và nhất là giới trẻ rất nhiều cơ hội để mà tiến thân. Chỉ là chúng ta có chịu nắm lấy hay không mà thôi. Một vấn đề luôn gây tranh cãi trong dư luận đó là liệu cuộc sống ở Mỹ có phải là thiên đường hay không. Bởi câu chuyện đó rất tào lao nhưng thực sự được nhiều người rất quan tâm về xứ sở Mỹ giàu. Xứ sở Mỹ tuyệt vời, xứ sở Mỹ là thiên đường, Mỹ là number one. Nếu theo lập trường của cá nhân tôi thì tôi không phủ nhận điều này. Quý vị có thể nghe người ta nói rất nhiều về xứ Mỹ. Tùy theo lập trường của mỗi người cũng như là hoàn cảnh sống của từng người khác nhau. Tuy nhiên, sự thực về Mỹ có phải như là những lời nhiều người vẫn nói hay là không? Điều đó thực sự là không quan trọng. Quan trọng là do xuất phát điểm của từng người và nhận thức riêng của mỗi người. Khi nào quý vị có cuộc sống ở Mỹ, từng trường hợp, từng hoàn cảnh quý vị sẽ có những lối suy nghĩ riêng về cuộc sống ở trên đất Mỹ. Bên cạnh những người luôn ca ngợi về cuộc sống bên Mỹ, vẫn có không ít người lại nói Mỹ là xứ tồi tệ, bóc lột, Mỹ đẹp nhưng không có tình người, và thậm chí còn kêu than là Mỹ buồn chán. Nhưng chúng ta không bàn về điều đó bởi mỗi người mỗi quan điểm, không ai giống ai. Tuy nhiên, dù là có suy nghĩ như thế nào, cuộc sống ở bên Mỹ vẫn có những điểm chung mà ai cũng sẽ gặp phải. Những tâm sự sau đây của tôi sẽ là lời chia sẻ thực sự, những điều mắt thấy, tai nghe và chính bản thân tôi đã trải nghiệm. Khi sang Mỹ định cư, quý vị sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng nay tôi xin đề cập tới hai vấn đề quan trọng nhất, đó là phương tiện đi lại và nhà cửa và thôi. Có những thứ khi ở Việt Nam tưởng chừng là rất khó, nhưng qua Mỹ rồi ai cũng có thể dễ dàng sở hữu, đặc biệt là xe hơi. Xe hơi bên Mỹ quý vị có thể mua một cách dễ dàng với hai sự lựa chọn, trả tiền mặt hoặc là trả góp. Trong khi đó bên Việt Nam, ai có chiếc xe hơi đều sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Xe hơi gần như đã trở thành thước đo cho sự giàu sang hay là thành đạt ở trong nước. Nhưng bên Mỹ này thì không có như vậy. Quý vị sẽ có chiếc xe hơi trong chưa đầy một phút và nó cũng chỉ là một phương tiện đi lại, không hơn không kém. Có khác thì khác ở chỗ là người này có xe xịn, người kia có xe mắc tiền. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là chiếc xe mình chạy có đảm bảo an toàn hay không. Tiếp theo là vấn đề về nhà cửa. Quý vị khi qua bên này muốn có nhà cửa, hãy cứ đi làm ổn định. Trong vòng từ 1 hoặc là 2-3 năm,
có tích góp khoảng từ 3 đến 40 ngàn mua một căn nhà trả khoảng vài trăm ngàn rồi trả tiền gốc lãi trong vòng 30 năm. Giả sử như thời điểm mua một căn nhà khoảng 500 ngàn qua một vài năm, số tiền có thể tăng lên chừng là 700, 800 ngàn, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu quý vị chăm chỉ làm ăn và biết chi tiêu cân đối, thì việc mua nhà hoàn toàn không phải điều gì đó quá xa vời khi sống ở đất Mỹ này. Chia sẻ về hai điều này bởi vì lẽ nó là điều thiết yếu cho cuộc sống của mỗi người khi mà định cư tại Mỹ, cũng như là mỗi người sống ở Việt Nam. Điều quan trọng ở Việt Nam là quý vị phải có một chiếc xe gắn máy là phương tiện đi lại. Và nếu quý vị không có ở nhà cửa thì quý vị vẫn phải ra nhà trọ hoặc là quý vị sống với cha mẹ quý vị mà thôi. Ở đâu thì cũng vậy, nếu quý vị chăm chỉ làm ăn, biết tính toán về lâu về dài thì cuộc sống sung túc ở bên Mỹ sẽ không khó để mà trở thành hiện thực. Còn với suy nghĩ ảo tưởng tiền từ trên trời rơi xuống qua đến Mỹ, chỉ việc chơi và ăn và có tiền xài, đó là chuyện hoang đường. Không một quốc gia nào mà có thể tồn tại nếu như toàn những con dân của mình sống và ăn chơi, không làm việc gì cả. Thế thì tự hỏi là cuộc sống của mình có đảm bảo hay không nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm việc. Chúng ta chỉ biết kêu ca và không biết cố gắng vượt qua những thời gian khó khăn ban đầu. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.